4. Cách hiệu quả để cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là một trong những hình thức cầu nguyện truyền thống và mạnh mẽ nhất trong đức tin Công giáo. Qua từng hạt, người cầu nguyện được mời gọi suy ngẫm về những mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đồng thời mở lòng để đón nhận những ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cầu nguyện với Kinh Mân Côi một cách hiệu quả, chúng ta cần có sự tập trung, tĩnh lặng và phương pháp phù hợp. Dưới đây là 4 cách giúp cầu nguyện với Kinh Mân Côi trở nên hiệu quả và ý nghĩa hơn. Một suy niệm sâu sắc về các mầu nhiệm. Mỗi chuỗi Kinh Mân Côi bao gồm 20 mầu nhiệm chia thành 4 phần: vui, sáng, thương và mừng. Các mầu nhiệm này giúp người cầu nguyện suy ngẫm về các biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Để việc cầu nguyện trở nên sâu sắc hơn, chúng ta không nên chỉ đọc kinh một cách máy móc, mà hãy dành thời gian để suy niệm về từng mầu nhiệm trong khi đọc từng hạt. Ví dụ, khi đọc Kinh Mân Côi với mầu nhiệm thứ nhất trong mầu nhiệm vui, Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, người cầu nguyện có thể suy niệm về sự khiêm nhường và đức tin của Đức Maria, cũng như mời gọi chính mình để biết lắng nghe và tuân theo ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống. Suy niệm sâu sắc giúp người cầu nguyện không chỉ cảm nhận được tình yêu của Chúa và Mẹ, mà còn tìm ra những bài học quý giá cho bản thân. 2. Cầu nguyện trong tĩnh lặng và tập trung. Tĩnh lặng là yếu tố quan trọng trong mọi hình thức cầu nguyện, và Kinh Mân Côi cũng không ngoại lệ. Khi cầu nguyện trong tĩnh lặng, chúng ta dễ dàng tạo ra một không gian thiêng liêng để kết nối với Chúa, để tâm hồn lắng nghe được sự hướng dẫn của Ngài. Đọc Kinh Mân Côi trong một môi trường yên tĩnh, không có sự sao lãng của cuộc sống hàng ngày, giúp tâm trí của chúng ta tập trung hơn vào lời kinh và những suy niệm. Ngoài việc cầu nguyện trong không gian tĩnh lặng bên ngoài, người cầu nguyện cũng cần có sự tĩnh lặng bên trong. Điều này có nghĩa là tạm gác lại những lo lắng, áp lực và suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, để hoàn toàn chú tâm vào cuộc đối thoại với Chúa và Mẹ Maria. Bằng cách tập trung, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và lắng nghe được tiếng nói của Ngài qua lời cầu nguyện. 3. Kết hợp với ý chỉ cầu nguyện riêng. Một cách làm cho việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi trở nên sống động và hiệu quả là kết hợp với những ý chỉ cầu nguyện riêng của bản thân. Mỗi lần đọc Kinh Mân Côi, chúng ta có thể dâng lên những ý nguyện cá nhân, cầu xin cho chính mình, gia đình, bạn bè, cộng đồng hay thế giới. Điều này giúp cho lời cầu nguyện trở nên gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày và tạo nên một kết nối sâu sắc giữa đức tin và những khó khăn, thách thức mà chúng ta đang đối diện. Khi đọc Kinh Mân Côi với một ý chỉ cụ thể, như cầu nguyện cho sự bình an trong gia đình hoặc sức khỏe của người thân, chúng ta không chỉ cầu xin sự can thiệp của Thiên Chúa và Mẹ Maria, mà còn củng cố niềm tin rằng Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của mình. Việc kết hợp với những ý nguyện cụ thể cũng giúp cho Kinh Mân Côi không chỉ là một hình thức cầu nguyện truyền thống, mà còn là một công cụ thiêng liêng hữu ích trong cuộc sống hiện tại. 4. Tham gia vào các nhóm cầu nguyện cộng đoàn Kinh Mân Côi không chỉ là một hình thức cầu nguyện cá nhân, mà còn mang tính cộng đoàn. Tham gia vào các nhóm cầu nguyện Kinh Mân Côi trong giáo xứ, cộng đoàn hay hội đoàn là cách hiệu quả để chia sẻ đức tin và cùng nhau cầu nguyện cho những ý nguyện chung. Cầu nguyện cùng cộng đoàn giúp chúng ta cảm nhận được sự hiệp nhất trong đức tin và sức mạnh của lời cầu nguyện được nhân lên khi nhiều người cùng chung lòng hướng về Thiên Chúa. Khi cầu nguyện chung, chúng ta cũng có thể học hỏi từ nhau cách suy ngẫm các mầu nhiệm, cách đặt ra những ý nguyện chung cho gia đình, giáo hội hoặc cho các nhu cầu xã hội. Sự hiệp nhất trong cầu nguyện với Kinh Mân Côi mang lại sự an ủi, động viên và nâng đỡ tinh thần cho tất cả mọi người tham gia. Kết luận, cầu nguyện với Kinh Mân Côi là một cách thức đặc biệt để kết nối với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, đồng thời giúp chúng ta lắng nghe và suy ngẫm về những mầu nhiệm quan trọng của cuộc đời Kitô giáo. Bằng cách suy niệm sâu sắc, cầu nguyện trong tĩnh lặng, kết hợp với ý nguyện cá nhân và tham gia vào cộng đoàn, mỗi lần đọc Kinh Mân Côi trở thành một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Từ đó, chúng ta không chỉ tìm được bình an và sự hướng dẫn từ Thiên Chúa, mà còn củng cố niềm tin và tình yêu đối với Ngài trong cuộc sống hàng ngày.